Xin mến chào quý vị, cô bác, anh chị và các bạn thân mến. Có nỗi tuyệt vọng nào khi chúng ta có quê hương mà không thể về? Không về không phải là vì không có tiền để mua vé máy bay. Không về không phải là bận lo cơm áo gạo tiền và công việc. Không về không phải là kinh tế khó khăn không về được. Mà vì nơi đó chất chứa nhiều cái nỗi buồn đối với chúng ta. Mà cái buồn lớn nhất khiến cho nhiều người xác định không về quê hương nữa, đó là nỗi buồn về tình thâm. Thưa quý vị, Linh Đa Lê là một Việt Kiều sống tại hải ngoại đã chia sẻ lại đôi điều. Chứ quyết định là không bao giờ trở về quê hương Việt Nam nữa. Tôi là người từng bị người thân bạc đãi trong lần trở về quê hương chịu tan má tôi. Cho mỗi người tờ 50 đô la Mỹ, 100 đô la Mỹ, người ta vẫn không vui. Ngày sau gặp mặt không thèm nhìn, ăn cơm nhà phải đưa tiền chợ. Đất chôn cha mẹ bỏ tiền mua, nhưng người em đứng tên. Tiền xây mồ mả cũng ra, nhưng sau đó họ bán đất, đào mả lên cải táng không thèm nói một tiếng. Các bạn ơi, muốn đi du lịch thì có rất nhiều nơi để đi. Đường xa, đường xá, cảnh lạ mình mở mang tầm mắt. Tội gì phải về Việt Nam khi tình thân không còn. Phải làm thủ tục đầu tiên ngay khi xuống phi trường. Hồi hộp, sợ bị làm khó làm dễ. Ăn uống thì thực phẩm nhiễm độc, người bán hàng hung dữ, lạng quạng là bị chữ te tua. Họ biết Việt Kiều là nâng giá cao gấp đôi, gấp rưỡi. Sau lần trở về quê hương, tôi thề không về nữa và đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới, tốn ít tiền hơn về Việt Nam, nhưng được tiếp đón ăn cần, chu đáo và kính trọng. Ở khách sạn sạch sẽ, thức ăn ngon, nếu đi trên du thuyền thì bạn không lo đói, lúc nào cũng có hàng quán mở cửa, ăn uống thoải mái và miễn phí. Có trình diễn nhiều show danh tiếng để xem. Muốn mua sắm thì cũng có nơi để bán vật kỷ niệm giá trị. Mua về cho bạn bè, đảm bảo họ sẽ cảm ơn rối rít và luôn nhắc nhở, chớ không như bỏ vô túi càng khôn không đáy của người thân trong nước, bao nhiêu cũng không hài lòng. Còn cha mẹ ư? Các vị giờ tựa cửa mong chờ là chờ người giao tiền bạn chuyển về, chứ không phải là chờ bạn đâu. Thôi thì chuyển tiền cho các vị đủ sống là được, về làm gì cho đau lòng, đau xót. Còn anh chị em, ai từng giúp bạn khi bạn gặp cảnh khốn cùng thì bạn tìm cách trả lại. Còn không thì ai có thằng nấy lo, không hơi đâu gánh vác chuyện của họ. Đời ngắn lắm, hãy sống cho mình trước đã nhé các bạn. Đó là một bình luận chia sẻ tâm tình của vị khán giả có nickname là Linh Đa Lê. Và đó là những điều thực tế mà vị khán giả này đã góp ý chung cho cộng đồng. Thưa quý vị, thực tế mà nói là nhiều người đã rất hụt hẫng và thất vọng trước cái mối quan hệ tình cảm gia đình. Không chỉ là một vài cá nhân bà con Việt Kiều mình gặp phải, mà đâu đó trong xã hội này còn rất nhiều trường hợp đã từng trải qua nhiều cay đắng và tủi hờn. Có người thì bị người thân xin xỏ tiền bạc, đến khi không xin, không mượn được nữa thì đâm ga, đòi chém, đòi giết. Có người thì vì thương người thân gia đình của mình ở quê nhà, phải rơi vào cái cảnh khốn cùng, không có nơi để mà che nắng che mưa, nên đã giúp đỡ cho một cái căn nhà hoặc là một cái miếng đất để mà xây cất lên một cái mái ấm nghĩa tình. Tuy nhiên thì đến khi vỡ lẽ thì người thân lại đối xử tệ bạc bằng cách là đuổi xua hoặc là kiện tụng, tranh chấp nhà cửa, đòi chém, đòi giết, vân vân và vân vân. Rất là nhiều những cái hoàn cảnh trái ngang, cay đắng mà Việt Kiều đã từng gặp phải. Chẳng hạn như là cái trường hợp của vị khán giả có nickname là Linh Trịnh đã bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Chị nói rằng, một lần lâu rồi, năm 2013, tôi về biếu gia đình của người cậu. Cậu thì đã mất, 6 anh chị em họ, mỗi người 50 đô, và mợ tôi cũng 50 đô. Mợ tôi lấy rồi nói, Việt Kiều mà chỉ cho có bấy nhiêu. Tôi rất buồn vì cả gia đình cậu 7 người là đã 350 đô rồi, vậy mà cũng chê, buồn ghê. Thật sự mà nói, Thái Võ cũng là một người Việt sống ở xa xứ, nên là bản thân mình cũng may mắn hiểu được cách mà Việt Kiều kiếm ra được đồng tiền thì nó gian nan vất vả như thế nào. Cái con số 50 hay là 50, nói thì rất dễ, nghe thì rất lọt lỗ tai. Nhưng để mà kiếm ra được 50 đô ở nơi xứ người thì thật sự không phải là một cái điều đơn giản. Cho dù người đó có làm ăn giờ đi chăng nữa thì họ cũng phải vất vả trong bao nhiêu cái giờ đồng hồ lao động quằn quật trước cái thái độ và cái sắc mặt của chủ.
thì mới kiếm ra được con số 50 đô. Có thể là phải từ 3 cho đến 4 tiếng làm lụng vất vả thì mới có thể kiếm ra được 50 đô. Mà thật sự ra, người ta cho tiền mình là mình đã mừng lắm rồi. 50 đô là 1 triệu mấy ở Việt Nam đó các bạn ạ. Ở nước ngoài người ta mua được thịt heo nè, thịt gà người ta ăn mấy ngày đó các bạn ạ. 1 triệu thì các bạn ở Việt Nam các bạn sẽ làm gì? Không ai tốt mà hy sinh cái thời gian và hy sinh cái công sức để mà kiếm tiền cho các bạn đâu. Dù đó chỉ là 5 hay 10 phút, cũng không có ai bỏ sức của mình ra để mà làm một cái việc gì đó để mà giúp cho các bạn có được đồng tiền đâu. Cho nên là tại sao chúng ta lại không biết quý trọng cái điều đó. Người ta cho, mình chỉ việc nhận. Vui vẻ thì nói một câu cảm ơn để mà cho người ta vui. Đổi lại là các bạn có được chút tiền để mà mua này mua kia hoặc là tiêu vặt mà không phải tốn bất kỳ cái công sức lao động nào cả. Tại sao các bạn, các cô, các chú, các thím, các bác lại nói ra được những cái lời cay đắng đó? Để làm gì? Để làm cho tổn thương nhau hơn hay sao ạ? Điều đó thì có lẽ là quý vị cần nên nhìn nhận và xem xét lại cái thái độ và cái cách cư xử của mình. Thật sự ra thì mỗi năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là nỗi khao khát về nước, thăm quê hương, thăm gia đình của bà con Việt Kiều rất lớn. Chính vì vậy mà những người mà có cái nỗi khổ tâm về tình thâm thì họ bỗng nhiên là bị khựng lại và lóe lên cái suy nghĩ không biết là mình về đó để làm gì. Có một người quen đã từng chia sẻ cái nỗi niềm với Thái Võ rằng cứ mỗi dịp Tết đến là chị rất muốn về thăm gia đình ở Việt Nam, nhưng mà số khổ là cả gia đình, bà con dòng họ, anh chị em và các cháu nhỏ đều sống dựa dẫm vào chị. Con của chị Năm bị bệnh nhẹ thì cũng gọi điện khóc lóc xin tiền, trong khi là chị ấy và chồng của chị ấy thì còn ở cái tuổi lao động, độ tuổi lao động, ai thì cũng có thể đi làm được, kiếm tiền lo cho con được. Nếu mà nói lo không nổi, vậy thì sanh làm gì, sanh con để làm gì? Hoặc là mấy đứa cháu, con của mấy chị em họ, có đứa thì mình cũng chưa từng tiếp xúc, vậy mà cũng kiếm Facebook của mình, kết bạn, rồi nhắn tin, xin tiền mình mua xe. Rất là nhiều cái trường hợp trong gia đình của chị này đã luôn sống dựa dẫm và nghĩ là chị là cái máy in tiền, lúc nào cũng bảo bọc và che chở cho người thân của mình. Vì vậy mà tại sao, dù là Tết đến, nhiều Việt Kiều rất muốn về thăm quê hương và gia đình, nhưng họ đã phải tạm gác lại, hay nói cách khác là họ phải lỗi hẹn nhiều lần vì họ chưa thật sự có động lực để về. Ngày hôm nay thì Thái Võ cũng chia sẻ khá là nhiều cái câu chuyện về cái sự trải đời mà Việt Kiều đã từng gặp phải. Mong mỏi lớn nhất là có thể lan tỏa đến nhiều người, có thể được biết và lắng nghe những cái nỗi niềm của những bà con xa quê. Và cái thứ hai mà Thái Võ mong mỏi đó là có thể nhận thêm nhiều cái sự chia sẻ, góp ý, bình luận hoặc là chia sẻ về cái câu chuyện cá nhân mình từ những vị khán giả đang xem kênh để Thái Võ có thể thấu hiểu hơn và truyền đạt lại cho những bà con, cô bác, anh chị khác có thể được đồng cảm cùng với quý vị. Hay nói cách khác là từ những cái bài chia sẻ như thế này thì chúng ta có thể góp phần nói lên được cái tiếng nói chung của cộng đồng Việt Kiều ở hải ngoại, truyền tải đến những người thân nơi quê nhà để họ có thể thấu hiểu và có thể nhìn nhận lại cái cách cư xử của bản thân cho đúng mực và đúng với hai chữ tình thâm hơn. Và nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích, hãy ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm nhiều thông báo từ những thông tin tiếp theo. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, yêu mến, ủng hộ và lắng nghe hết thông tin này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.